Anh trai. À, chị. Nghe nói bánh mì ở đây ngon lắm đúng không? Dạ, thì nói chung cũng bình thường thôi chị à. Trời ơi, ngon, nó đại ngon đi. Còn bị đặt bình thường nữa. Thì bao nhiêu một phần? À, dạ, bên em thì bán 15, 20, 25, 30. Nói chung thì giá nào cũng có. Cái gì mà mắc dữ vậy? Ủa, bánh mì xịt miếng nước tương thôi mà làm gì mà mắc dữ vậy? 7 ngàn bán không? Đây, cái trứng cút này á, về chị chịu khó. Chị luộc, không chị lột ra, rồi chị ăn chung với này. Kiểu ăn phải đầy đủ như vậy. Nhưng mà em thấy quán mình còn hợp mà anh. À, chị thông cảm. Tại vì 7 ngàn á, nên là nó phải cắt giảm bớt chi phí xuống. Nhưng mà em thấy cái phần này như là nó cứ túc tích mỡ hành với giả bông. Trời, Yên. Phần 7 ngàn em bán chị là dạng như là bán cho khách hàng thân thiện đó chị. Cứ gặp màu sáng rồi gặp cái ngữ khách cho chị làm cho ăn trỏ luôn rồi đó. Em là em thấy cái phần này là ok rồi đó anh. Em thấy anh bán gì là dễ lắm rồi. Ok lắm rồi luôn, quá ok luôn á. Ok chị. Tuyệt vời luôn á. Trời ơi, nhìn ra thấy ngon miệng lắm á anh. Ê khoan. À, chị, em có xiên nè. Ê tôi không cần, em thấy là ăn gì nó mới ngon á anh. Ăn thấy vậy, dạ. Em là anh thấy là ăn gì là quá ok. Ờ nhưng thôi chị khó về luộc trứng ra đã chị ơi. Về luộc trứng ra, luộc trứng rồi lột. Dạ.